6 triệu dân đã vào khám anh chị. Nhiên kính chào bà con cô bác. 97 triệu dân đúng không? Nhưng mà Nhiên nói là Nhiên chào chỉ là bỏ 1 triệu dân của bọn phản động ra đi. Còn 96 triệu dân trên đất nước chúng ta. Nhiên chào anh chị nha, tin vui, cảm thấy đã bị bắt rồi anh chị ơi. Chị Dương Diệu Toàn, Thanh Nguyễn, Phượng Nguyễn, Minh Nguyễn, Hùng Ngôn. Đây, anh chị thấy chưa? Để Nhiên kéo lại. Tin vui đi bà con ơi. Vô. Tin vui. Tin tốt trong ngày mới 58 phút. Đây là một đám côn đồ cộng sản. Vui quá, hôm nay hai tin. Trịnh Bá Phương bị bắt lúc 5 giờ 15 phút. Nguyễn Cẩm Thí bắt lúc 3 giờ chiều ngày hôm nay. Một ngày hôm nay được hai tin vui bà con. Chị chào Ngọc Diệp, chào Trần Thắng nha. Vui không? Công an khóa cửa vô luôn nè anh chị, thấy không? Công an khóa cửa vô luôn. Công an phá cửa vô để bắt nắm đầu con Cẩm Thí. Anh chị tin vui. Anh chị chia sẻ mạnh lên anh chị. Ai nó đòi lấy súng kìa anh chị. Bây giờ như bắt lại đoạn này cho anh nghe. Chị nghe nha. Nhưng không nói chuyện để cho anh chị nghe nè. Công an phá cửa. Chia sẻ mạnh lên anh chị. Vô. Nóng cho anh chị nè. Nhiên xin lỗi anh chị nè. Bây giờ Nhiên bắt lại cái đoạn để cho anh chị nghe rõ nha. Nhiên cũng chịu khó là 4 giờ Nhiên đi rước mon. Nhưng mà thôi Nhiên chừa một thời gian để để cho anh chị xem cái clip này rồi Nhiên sẽ phản biện. Rồi bắt lại. Anh chị. Đây là một đám cường kia. Wow. Vui quá hết clip. Anh chị, vui quá vui. Hết clip anh chị. Hôm nay tin mừng. Sáng lúc 5 giờ 15 á, thì bắt thằng Trịnh Bá Phương. Hôm tới chiều hôm nay là 3 giờ chiều thì bắt thêm con ảo Nguyễn Cẩm Thí anh chị. Anh chị thả tim đi, Nhiên đưa tin nóng rồi. Anh chị, khổ nổi là đi chống phản động phải là đưa những tin nóng cho bà con cô bác chứ. Anh chị, đấy là Trịnh Bá Phương và con Nguyễn Cẩm Thí. Xúc phạm hình ảnh Bác Hồ, xúc phạm lãnh tụ, xúc phạm đảng nhà nước chúng ta. Những cái tên nào, những cái tên giặc nào, giặc cỏ nào sống trên đất nước chúng ta mà xúc phạm đảng lãnh đạo nhà nước ta, xúc phạm cờ tổ quốc, cờ đảng của chúng ta, xúc phạm lãnh tụ của chúng ta thì ngày hôm nay nó sẽ trả giá. Ngày hôm nay để Nhiên coi, ngày hôm nay là ngày 24 tây tháng 6 2020. Hôm nay có hai tin vui. 5 giờ sáng thì 5 giờ 15 phút thì bắt cái thằng đầu sỏ Trịnh Bá Phương. 3 giờ chiều ngày 24 tây tháng 6 2020 thì bắt con ả Nguyễn Cẩm Thí và đồng bọn của chúng. Anh chị, đấy, đấy là một bài học cho những cái thành phần mà 24 tây tháng 6 2020. Thì đây là cũng là một cái bài học cho cảnh tỉnh cho những cái bọn phản động trong nước. Đấy. Chị nói cho các em phản động nghe nè. Chị nói cho các em, một số em phản động trong nước nghe nè. Các em nên nhớ. Các em á, chị coi á, chị không cần biết các em là đàn ông, đàn bà hay là với tổ chức nào hết á. Nhưng mà Trịnh Bá Phương bắt lúc 5 giờ 15 phút sáng nha em Ngọc Diệp.
Thì chị nói cho các em phản động trong nước nghe nè, một số em phản động trong nước nghe nè. Chị không cần biết các em á, là đàn ông hay đàn bà nha, hay là người già hay là lẫn trẻ gì không biết, mà các em là chống phá nhà nước nha, xuyên tạc lãnh đạo đảng nhà nước, chia rẽ đại khối đại đoàn kết của dân tộc nha. Các em ăn tiền của bọn phản động Việt Tân, bọn phản động, bọn khủng bố Việt Tân thì nó ăn tiền của bọn giặc ngoại bang để phá hại đất nước. Chị nói cho các em nghe, chị không cần biết các em đàn ông đàn bà phản động trong nước, chị nói một câu với các em nha. Các em chỉ là, chị coi các em như là một con đàn bà mà đái không qua ngọn cỏ. Tại sao chị Nhiên nói với các em mà phản động nghe không? Chị không cần biết các em đàn ông đàn bà hay người già người trẻ cao niên gì, mà các em nha. Trịnh Bá Phương bắt tại Dương Nội giờ đó, Trịnh Bá Tư tại Hòa Bình giờ đó. Chị nói em nghe nè, em Ngọc Diệp, chính chị là bấm cái nút theo dõi thằng Trịnh Bá Phương cắn Thị Thiêu. Thì giờ đó là 5 giờ mấy sáng, là khoảng 5 giờ 15 đến 5 giờ 20 sáng. Thì bắt thằng Trịnh Bá Phương thì nó live stream, bà đầu tiên nó đăng một cái túc, sau nó live stream trực tiếp. Thì nó nói là bên ngành lực lượng công an là bắt nó. Thì khi mà nó nói rồi xong thì có hai người phụ nữ, một là con Cắn Thị Thiêu, hai là con Tâm Dương Nội, đứng ngoài cửa của thằng Trịnh Bá Phương. Thì lúc đó công an nắm hai con ả đàn bà ngoài cửa của thằng Trịnh Bá Phương, lôi đi lúc 5 giờ 15 phút hồi sáng này, ngày 24 tháng 6 2020, là Nhiên trực tiếp coi trực live trực tiếp của thằng Trịnh Bá Phương luôn đấy. Thì lôi con ả Cắn Thị Thiêu và một cái con ả đàn bà là Tâm Dương Nội ra. Rồi sau đó thì bên lực lượng công an mới lấy cây kìm cộng lực, mới cắt cái khoanh sắt ổ khóa của thằng Trịnh Bá Phương. Cái clip ở trên dưới có khoảng nửa tiếng đồng hồ thì mới bắt thằng Trịnh Bá Phương. Đó. Hai mẹ con nó bắt tại Dương Nội nhà nó, còn nằm còn thằng em nó bị bắt hơn 5 giờ sáng tại Hòa Bình. Ủa vậy hả? Vậy là ba mẹ con nó bị bắt luôn hả? Cảm ơn em Ngọc Diệp cho thông tin nha. Tại sáng giờ xin lỗi bà con cô bác, Nhiên còn phải là lo cơm áo gạo tiền. Nhiên chỉ là xong ghìm vào cái con Cắn Thị Thiêu và thằng Trịnh Bá Phương. Đó. Anh chị với con gì, với cái con Nguyễn Cẩm Thúy anh chị, thì Nhiên chỉ thấy là trực tiếp coi cái live trực tiếp của thằng Trịnh Bá Phương, thì con Cắn Thị Thiêu và con Tâm Dương Nội là bị bắt ở ngoài cửa của thằng Trịnh Bá Phương. Tìm cộng lực mới cắt cái cửa đó, mới là mở cắt cái cửa, cắt ổ khóa đó mới bắt thằng Trịnh Bá Phương. Rồi lúc 5 giờ mấy, còn thằng Trịnh Bá Tư thì bắt lúc 5 giờ. À, thì ra là gia đình của thằng Trịnh Bá Tư, Cắn Thị Thiêu và Trịnh Bá Phương bắt cùng ngày à. Quan hô ăn mừng. Trời ơi, uống bia đi, chúc mừng anh chị, uống bia luôn anh chị. Ăn mừng. Hôm nay ngày 24 tháng 6 2020, bắt những tên đầu sỏ phản động anh chị. Bắt là Trịnh Bá Phương, Cắn Thị Thiêu, Trịnh Bá Tư và con cái gì, con gì còn Nguyễn Cẩm Thúy. Trời ơi, bữa hôm nay là tao nói là ăn mừng đó anh chị, quá vui anh chị. Thả tim coi anh chị, đưa tin nóng mà, nhưng đưa tin nóng cho anh chị mà không chịu thả tim, buồn ghê luôn á anh chị. À, rồi tới là 3 giờ chiều ngày hôm nay, đúng 3 giờ chiều ngày hôm nay, rồi đạp cửa con ả Nguyễn Cẩm Thúy vô để mà khống chế bắt ổ nhóm của con ả phản động Nguyễn Cẩm Thúy ở ở thôn Tam Quý, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Thật sự một ngày hôm nay, ngày 24 tháng 6 2020, thật sự là đem nhiều cái vui đến cho anh em chúng ta. Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, Cắn Thị Thiêu, Tâm Dương Nội đều và Nguyễn Cẩm Thúy bắt cùng một ngày là ngày 24 tháng 6 2020. Hôm nay là một ngày vui của đất nước của chúng ta. Nguyễn Thị Tâm tức là Tâm Dương Nội, đúng rồi chị biết mà em đó. Còn con Cẩm Thúy kêu đưa súng ra, có đâu, có cái súng nào đâu. Nó nói anh chị nghe cái clip không, anh chị có cần nghe lại không, nhưng mở cái clip đó cho anh chị nghe.
Nhiên sẽ mở clip đó. Anh chị nên nhớ, con ảo Nguyễn Cẩm Thí nó hù, nó nói là nó mua gì, nó mua gì, nó mua roi điện. Nó mua roi điện, nó có súng đúng không? Khi mà công an đạp cửa vô để mà khống chế bắt nguyên cái ổ nhóm của Nguyễn Cẩm Thí, anh chị đâu nghe tiếng súng đâu, đúng không? Nè, Nhiên bắt lại cho anh chị nghe nha. Để cho anh chị hơi để chia sẻ niềm vui với Nhiên nha. Nhiên đưa tin nóng cho anh chị. Đó. Chị xem nè.